cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR cho biết trong báo cáo về tình hình xung đột công bố vừa qua rằng, tính đến hết tháng 4, quân đội Nga đã sở hữu khoảng 40 tên lửa siêu vượt âm 3M22 Gikon và đạt tốc độ xuất xưởng 10 quả đạn mỗi tháng. Đây được coi là tốc độ sản xuất tương đối cao và nhanh bất thường đối với những vũ khí mới hoàn tất quá trình thử nghiệm, vốn thường được Nga xuất xưởng với tốc độ chậm hơn nhiều. GUR cho biết tên lửa hành trình chiến thuật Kh-69 được Nga sử dụng gần đây chỉ đạt sản lượng không quá 3 quả đạn mỗi tháng và Moscow đang dự trữ khoảng 45 tên lửa. Tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhan cũng chỉ đạt mức 2 quả hàng tháng trong giai đoạn đầu biên chế và tăng lên 6 tên lửa mỗi tháng hồi giữa năm 2023. Nga dường như cũng tăng tốc độ chế tạo tên lửa diệt hạm siêu thanh P-800 Onyx lên 10 quả mỗi tháng so với mức từ 6 đến 8 quả mỗi tháng được Cục phó GUR và dimsky công bố hồi đầu tháng 4 và duy trì kho dự trữ không dưới 400 tên lửa. Báo cáo của GUR có đoạn, Hải quân Nga còn khoảng 270 tên lửa hành trình tấn công mặt đất phóng từ tàu chiến 3M14 Kalib và đạt sản lượng là 30 đến 40 quả mỗi tháng. Tờ Prada lưu ý rằng vào đầu tháng 4 năm nay, tình báo quốc phòng Ukraine ước tính Nga có khoảng 950 tên lửa chiến lược chiến thuật với tầm bắn hơn 350 km. Nga có thể sẽ tiến hành một số cuộc tấn công quy mô lớn cho đến khi cần tạm dừng để tích lũy nguồn lực. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh việc tăng cường sản xuất vũ khí và lưu ý việc giao hàng nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ trong kế hoạch quân sự. Ông Shoigu nhấn mạnh, để đạt được nhịp độ tấn công cần thiết, cần phải tăng số lượng, chất lượng vũ khí cũng như những thiết bị quân sự cung cấp cho quân đội. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng lưu ý cần phải tăng hiệu quả hoạt động của các cơ sở và đơn vị sửa chữa, yêu cầu giảm thời gian cần thiết để khôi phục các thiết bị bị hư hại cũng như bổ sung phụ tùng thay thế. Được biết, Zikon thuộc dòng tên lửa hành trình siêu thanh có khả năng bay với tốc độ từ Mach 6 đến Mach 8. Tên lửa có thể phóng ở nhiều nền tảng khác nhau bao gồm tàu ngầm, tàu nổi cũng như các hệ thống trên đất liền. Zikon có tầm bắn trung bình từ 400 đến 450 km. Tuy nhiên, theo truyền thông Nga, những tiến bộ trong công nghệ nhiên liệu cho thấy tầm bắn xa nhất của tên lửa có thể đạt tới 1.000 km. Tên lửa siêu thanh G-con được trang bị đầu đạn nặng từ 300 đến 400 kg, cung cấp các tùy chọn đầu đạn linh hoạt từ chất nổ mạnh đến hạt nhân. Sự linh hoạt của tên lửa còn được bổ sung bởi khả năng trao đổi thông tin giữa hành trình bay, cho phép điều chỉnh hướng và tốc độ khi đang di chuyển. Quân đội Nga đang thực hiện thành công các hành động nhằm mở rộng vùng kiểm soát và cải thiện các vị trí của mình. Đặc biệt, họ tiếp tục dọn sạch các vành đai rừng dọc theo kênh Seversky Donetsk Donbass ở phía nam tiểu khu Canan. Có lẽ, mục đích của bước này là tạo tiền đề cho một cuộc tấn công vào kênh đào từ phía nam, do lực lượng vũ trang Ukraine trong thành phố và các lực lượng phụ trợ ở đó đã chuyển hướng sang dìa bên kia của tuyến phòng thủ, phía đông bắc, nơi các chiến binh của Nga đã tiến vào và không cho đối phương nghỉ ngơi. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ Foreign Policy rằng Ukraine sẽ không ngồi vào bàn và đàm phán với Nga mà chỉ đàm phán sau khi thành lập liên minh ủng hộ. Theo ông Kuleba, Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về hòa bình tại Ukraine có mục đích thành lập một liên minh ủng hộ Ukraine. Vì vậy không dự định có sự tham gia của Nga. Mặt khác, ông thừa nhận sau hội nghị sẽ phải có cuộc tiếp xúc với phía Nga. Khi đó, Moscow có thể trở thành một bên đàm phán vì không thể kết thúc xung đột mà không có mặt cả hai bên. Dự kiến, Hội nghị Thượng đỉnh về hòa bình Ukraine sẽ được tổ chức tại Geneva trong hai ngày 15-16 tháng 6 phía Ukraine chờ đợi đại diện của khoảng từ 80 đến 100 nước sẽ tham gia. Trong khi đó, Nga tuyên bố việc khởi động tiến trình hòa bình ở Ukraine sẽ vô nghĩa nếu không có sự tham gia của Moscow. Đại sứ quán Nga tại Thụy Sĩ tuyên bố, Chúng tôi đã lưu ý đến báo cáo của Bộ Ngoại giao, quan điểm của chúng tôi vẫn không thay đổi. Thật vô nghĩa khi nói về việc khởi động tiến trình hòa bình mà không có sự tham gia của Nga. Việc tổ chức cái gọi là hội nghị hòa bình trên thực tế không gì khác ngoài việc thông qua công thức hòa bình của Kiev đó là một tập hợp các tối hậu thư. Chúng tôi không chấp nhận tối hậu thư. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng nói rằng Moscow sẽ không tham gia hội nghị về Ukraine ở Thụy Sĩ hoặc bất kỳ sự kiện nào khác liên quan tới công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nga sẽ không tham gia vào cái gọi là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Thụy Sĩ hoặc về cơ bản là bất kỳ sự kiện nào thúc đẩy công thức của Zelensky giống như tối hậu thư, ngay cả khi chúng tôi được mời tham dự các diễn đàn như vậy. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Thụy Sĩ không thể đóng vai trò là nền tảng cho một cuộc đối thoại giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời kêu gọi các đối tác không tham gia hội nghị về Ukraine ở Thụy Sĩ để không bị lôi kéo vào các hành động khiêu khích chống Nga mới của Kiev. Hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ được tổ chức theo đề nghị của Ukraine và dựa trên công thức hòa bình 10 điểm mà nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra. Công thức hòa bình của Kiev kêu gọi Nga rút lực lượng khỏi lãnh thổ Ukraine, cũng như thành lập một tòa án để truy tố các quan chức hàng đầu của Nga vì phát động cuộc chiến. Nga đã bác bỏ đề xuất này vì cho rằng xa rời thực tế. Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận thực tế mới về lãnh thổ. Bên trong một nhà máy nằm ở phía tây Ukraine, hàng chục công nhân đang miệt mài lắp ráp một loại vũ khí đầy uy lực, thiết bị bay không người lái tấn công tầm xa. Theo tờ Wall Street Journal, với tầm hoạt động lên tới 800 km, những thiết bị bay không người lái được sản xuất ở đây được chế tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng khi ukraine đẩy mạnh chiến dịch tấn công sâu bên trong lãnh thổ nga chủ sở hữu nhà máy người từ chối nêu tên vì lo ngại về vấn đề an ninh cho biết có rất nhiều đơn đặt hàng mà chúng tôi vẫn chưa thể thực hiện được đối mặt với những thách thức trên chiến trường ukraine đang sử dụng thiết bị bay không người lái tầm xa để tấn công các lực lượng nga đặc biệt là những nhà máy lọc dầu sân bay và tuyến hậu cần các cuộc tấn công nhằm mục đích gây khó khăn trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội nga và làm giảm doanh thu từ xuất khẩu dầu của moscow bằng cách đưa xung đột vào bên trong lãnh thổ nga kiev cũng có thể buộc moscow phải bố trí lại các hệ thống phòng không ở xa tiền tuyến rẻ hơn và sẵn có hơn tên lửa hành trình thiết bị bay không người lái sản xuất trong nước cho phép kiev vượt qua những hạn chế chính trị trong việc sử dụng vũ khí do các đồng minh phương tây cung cấp trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ nga mới nhất hãng tin rbc ukraine cho biết Cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga trong đêm mùng 1 tháng 5 là một hoạt động đặc biệt của cơ quan tình báo Ukraine HUR. Các quan chức Ukraine cũng xác nhận rằng thiết bị bay không người lái đã tấn công hai nhà máy lọc dầu và một sân bay ở vùng Krasnodar của Nga cuối tuần trước. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 50 thiết bị bay không người lái chỉ trong một ngày cuối tuần trước, bao gồm cả khu vực Moscow. Đầu tháng 4, thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu và nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái ở khu vực Tatarstan của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.400 km, chứng tỏ khả năng tấn công tầm xa bằng thiết bị bay không người lái ngày càng tăng của Ukraine. Các cuộc tấn công như vậy là một điểm sáng đối với Ukraine vào thời điểm mà triển vọng chiến trường của nước này đang trở nên u ám tuy nhiên chiến dịch này đã nổi lên như một danh giới giữa ukraine và chính quyền của tổng thống mỹ joe biden vốn lo ngại về tác động đến giá xăng dầu bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ lloyd austin gần đây đã phát biểu trước ủy ban quân vụ thượng viện mỹ rằng sẽ tốt hơn nếu ukraine theo đuổi các mục tiêu chiến thuật và tác chiến có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc xung đột hiện tại nhưng các quan chức ukraine cho biết họ phải sử dụng mọi phương tiện sẵn có để chống lại nga sau khi gói viện trợ từ mỹ bị trì hoãn kéo dài cho thấy sự hỗ trợ của phương Tây có giới hạn. Gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev gần đây đã được thông qua. Nhưng việc cung cấp vũ khí và đạn dược khó có thể đảo ngược đáng kể cán cân lực lượng với Ukraina. Một sĩ quan tình báo quân đội Ukraina cho biết chỉ có khoảng 20% số thiết bị bay không người lái thành công trong việc tiếp cận mục tiêu, phần lớn là do chiến thuật gây nhiễu của Nga. Hiện chưa rõ Ukraina đang sản xuất bao nhiêu thiết bị bay không người lái tầm xa. Một nhà sản xuất cho biết họ đang đặt mục tiêu tăng sản lượng lên 500 thiết bị bay không người lái mỗi tháng vào giữa năm nay. Samuel Bendet, chuyên gia về thiết bị bay không người lái tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ cho biết, những gì Ukraine cần làm là hợp lý hóa quá trình sản xuất và lựa chọn thiết bị bay không người lái có thể sản xuất trên quy mô lớn. Báo cáo của Tình báo Quốc phòng Anh vừa qua lưu ý rằng, những bước tiến của quân đội Nga ở khu vực Adipka đã tăng tốc trong tuần qua, Thông tin tình báo cho biết thêm, kể từ khi quân đội Nga nắm quyền kiểm soát Adipka vào giữa tháng 2, khu vực này vẫn là một trong những hướng hoạt động chính của Nga. Mặc dù tiếp tục chịu tổn thất không nhỏ, nhưng rất có thể lực lượng Nga sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các vị trí của Ukraine trong khu vực và giành quyền kiểm soát một số khu định cư nhỏ. Mới đây nhất, theo kênh SGS, Nga tiếp tục giành thắng lợi ở Bắc Adipka. Tình hình mặt trận dọc theo khu định cư Ocheretino, Novoselovka và tiến vào Akhenhenske nơi hầu hết ngôi làng đã bị kiểm soát. Cuộc tiến công này đã dẫn đến việc quân đội Ukraine bao vây giữa Arkhangelsk và Keramik. Tuy nhiên, tại điểm cao 217 ở ngoại vi Arkhangelsk vẫn còn một cứ điểm của Ukraine. Đây là khu vực có độ cao vượt trội, gò đồi khá thuận lợi cho việc phòng thủ. Nga đã dọn sạch các bãi mìn và tiếp tục tấn công từ phía Tây. Kênh RV Voenkuri xác nhận, các mũi xung kích thuộc cụm lực lượng trung tâm của Nga đã xâm nhập vào Arkhangelsk và hoàn thành việc đánh bại lực lượng Kiev tại ngôi làng gần Adipka này. Trong khi đó, việc truy quét và kết liễu các nhóm tàn quân giải rác của Ukraine ở ngoại ô vẫn tiếp tục. Bên cạnh đó, các lực lượng của Nga đã tận dụng cơn khát pháo đang cản trở khả năng phòng thủ của Ukraine để tiến công về phía đông gần Adipka, đánh dấu bước tiến lớn nhất kể từ những tháng đầu xung đột. Tiến triển của Moscow đã làm dấy lên cảnh báo từ các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine về mối đe dọa có thể xảy ra với các trung tâm và tuyến tiếp tế của Kiev ở phía đông hiện đang bị hỏa lực Nga áp đảo. Những tin tức ảm đạm về tiến triển của Ukraina xuất hiện trước thềm cuộc tấn công của Nga được dự đoán diễn ra vào cuối tháng 5, có thể đe dọa sự hiện diện của Ukraina ở khu vực Donetsk cũng như có khả năng giành được một số thành quả theo hướng thành phố cảng Mariupol. Nga đã dồn lực vào phòng tuyến đang suy yếu của Ukraina dọc mặt trận phía đông, tiến công theo ba điểm then chốt, trung tâm quân sự quan trọng Pokrov ở phía tây Adipka các cao điểm chiến lược của gia gần Bakhmut và Kurakhove ở phía đông nam. Trong 10 tuần qua, theo bản đồ chiến trường của CNN và những phân tích của nhóm quan sát Ukraine, Deep State Map, các lực lượng của Nga đã dần giành lấy hết ngôi làng này đến ngôi làng khác ở phía tây Adipka và lợi dụng thất bại của Kiev để xây dựng các công sự. Báo The Kiev Independent dẫn lời của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Alexander Suisky cho biết, quân đội nước này đã rút lui về phía tây khỏi các làng Berdychi Semenivka và Novo Mikhailivka ở tỉnh Donetsk thuộc miền Đông. Theo báo trên, các ngôi làng này nằm trong cộng đồng Pokrov ở phía tây tỉnh Donetsk của Ukraine, nơi vẫn đang là một trong những khu vực ác liệt nhất ở tiền tuyến khi Nga tiếp tục tấn công. Theo một phân tích của CNN, bước lùi của Ukraine ở nhiều khu vực giao tranh cho thấy các lực lượng của Nga chỉ trong hơn 2 tháng đã tạo nên những tiến triển nhanh chóng và đáng kể nhất. Tuy nhiên, sự giao dự của các quan chức Ukraine trong việc thừa nhận tổn thất đã dẫn đến những chỉ trích công khai từ một số nhà phân tích quân sự ủng hộ nước này. Yuri Fedorenko, chỉ huy đại đội UAV tấn công Achilles thuộc lữ đoàn tấn công 92 cho biết, hai tháng tiếp theo sẽ đánh dấu cánh cửa cơ hội cho các lực lượng của Nga. Theo ông, quân đội Moscow hiểu rằng Kiev sẽ sớm nhận được các phương tiện phòng không và đạn dược cần thiết trên tiền tuyến, do đó họ sẽ không thể thực hiện các nhiệm vụ với mật độ như hiện nay.